nối tiếp vở thi kịch Lời Thề ở Đền Hùng. Đoạn này nghe cô Giang hào hùng nói, lòng sông cọc đóng vỗ vang vang, thì Nguyễn Thái Học đã hùng tráng. Giang quyết chiến cho lòng anh lồng lồng như cánh bằng, ván dầm xài bay xa, chỉ nam nhi thề lấy nước làm nhà, em can đảm hiến một lòng cho nước, anh nhất định lấy máu đào tuần quốc tưới lên hoa thơm ngát hương tự do. Cờ nửa vàng nửa đỏ của dân ta sẽ rực rỡ phất ngang trời yên bái, vàng và đỏ chéo đền trên khổ vải, giống da vàng máu đỏ phải tương liên, chống ngoại thù giữ độc lập vững bền. Sư Trạch nhắn đừng vội nên duyên nợ, phải để dành hạnh ngộ lúc thành công. Em phải nào người suy nghĩ viễn vông. Vâng, các đồng chí giàu lòng thương đôi lứa, lại ngại rằng công tác bị dở dang, chánh thị phi nên đề nghị rõ ràng, chỉ đính ước. Con để dành ngày cưới, chờ cho xong việc đánh đuổi Tây đi. Tưởng cho em ăn bánh vẽ chứ gì, ngày chiến thắng, anh mơ ngày chiến thắng. Lẽ tất nhiên, anh mơ ngày thành đạt. Trước đền Hùng, ta nên phân phần lứa đôi. Nhưng vừa đây đã nói với em rồi, ngày độc lập tất nhiên rồi phải đến. Ngày độc lập tất nhiên rồi phải đến. Ngày khởi nghĩa bài thành không thể đoán, thế tiến lui ta rõ ta bà thôi. Em cùng anh đám cưới ở trên trời, em biết thế vẫn vinh quang đón nhận. Nước mắt hân hoan mà lòng còn bâng khuâng, hôm nay cầm tay mai đây người một phương, hẹn nhau thành thân trong một ngày vinh quang, không dưới nhân gian nhưng trên trời mênh mang. Gặp nhau trong tang thương nhưng duyên không bẻ bàng, yêu thương trong không gian xác tan dành dâng non sông. Ai mơ đâu ngày vui vô quy, hồn ta trên đài hoa tìm nhau trên không trung ngút trầm hương đền Hùng. Em Giang, chúng ta cùng vào đền trong, đốt lên đỉnh trầm hương, ghi nhớ chân thành lời đối uyên ương, nguyện làm đuốc thiêng trên đài vinh quang, cháy trong đêm âm u tan hoang 60 năm núi sông ngục tù. Quà đính hôn, ô anh chưa sắm được gì cho tân nương. Cô Giang chỉ vào tay nải túi vai của Nguyễn Thái Học và nói, trong túi kia khẩu súng lục Tây Phương, em xin được làm quà đính hôn, phương tiện giúp em nhanh chân lên đường khi anh thoát nghiệp duyên nơi hồng trần. Em
em không muốn bàn tay Việt gian chạm đến thân em khi lỡ xa cơ lạc đàn, và làm quà cho anh khi đôi ta kết hôn trên trời xanh bằng máu sâm lang đổ trên thịt da tan tành. Nguyễn Thái Học gỡ túi vai, lấy ra khẩu súng trao cho cô Giang, rồi dắt tay cùng nhau bước vào nội đền, vọng ra lời của cô Giang: nguyện sống cùng anh, chết cùng anh, dẫu cho xương trắng dài chân thành. Súng này phương tiện khi lâm sự, bắt kịp toa xe chuyến tốc hành. Lông ngỗng không cầu rắc quẩn quanh, gặp anh qua tiếng nổ vang đoành. Quyết thôi nở nước tay cũng trăng, thanh thản đi vào với sự xanh. Màn từ từ hạ và hết màn ba.